Hello các tình yêu nhá. Hôm nay mình xin review cái sản phẩm GoPro 11. GoPro 11 mình mới mua khoảng 1 tuần. Mình sẽ lên ý kiến trải nghiệm của mình trong vòng 1 tuần mình đã dùng GoPro rồi. Nói chung là không nên mua. Đối với những người mà chưa biết gì về hậu kỳ, chưa biết gì về phần mềm chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video, không nên mua luôn. Vì file gốc của GoPro nó thật là nó cực kỳ tồi. Nó cực kỳ kém luôn. Còn nếu mà anh em nào mà biết một chút về phần mềm chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video thì những người làm hậu kỳ ấy, thì người mới cả những người quay góc rộng thì người ta có thể mua. Còn đối những người mà gọi là mua về để nghịch ngợm này mà không biết một cái gì về edit chỉnh sửa thì thôi, tốt nhất là các bác mình mua. Mà mua cũng chả bao giờ động tới đâu. Như em này mua khoảng hơn 1 tuần rồi và em cũng ít cực kỳ khi động đến, mà em là một người biết chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video. Thứ nhất là như này, mình nêu ý kiến của mình là một người người dùng đầu tiên, một người mới chơi GoPro, vì đây là cái GoPro đầu tiên mình mua. Mình cũng biết khá là nhiều về GoPro rồi nhưng mình đây là cái đầu tiên mình mua nhá. Mình mua phát là mình mua đời GoPro 11 luôn, mới cứng luôn. Đấy, vì cũng sợ là mình cũng biết là cái GoPro này rất là bền. Nhưng mình cũng không muốn mua hàng cũ vì là mua hàng cũ cũng chả biết thế nào. Được may mắn thì mua được cái ngon, nếu mà đen thì mua cái như lìn thì thôi, tốt nhất là mua cái mới cho nó mát anh em ạ. Đây là mình mua khoảng hơn 9 triệu mới cứng luôn, đập hộp hơn 9 triệu chưa phụ kiện gì, và mình phải mua thêm 2 em pin và một cái đốc sạc. Đây, 2 em pin này và đốc sạc, combo 2 em pin và một cái đốc sạc cũng gần một củ. Thì tổng cộng mua cái GoPro này là cũng rơi vào khoảng 10 triệu cả pin cả đốc sạc. Thứ hai là mic, khe cắm mic. Tôi không hiểu là GoPro thiết kế kiểu gì mà lại không có khe cắm mic, lại còn phải tháo cái này ra. Ồ, tháo cái này ra mới cắm mic anh em ạ. Này, đây này, tôi tháo cho anh em xem nhá. Đây, phải thế này mới gắn được mic. Thế tại sao mà không có cho một cái nhựa nhỏ nhỏ để bật là người ta gắn được mic luôn, lại phải tháo cả cái cụm này ra. Ồ, này. Này, hay là người ta thiết kế thế để bán được cái media mode đúng không? Đây, thiết kế cực kỳ kém luôn này. Thế tại sao người ta không cho một cái nhỏ nhỏ ở đây để người ta bậy phát ra luôn, cái này khung này vẫn ở đây nhỉ, mới lại phải tháo tung cả cái này ra mới gắn được mic. Ô kìa, tôi không hiểu một GoPro thiết kế nghĩ cái gì nữa mà một GoPro hơn chục triệu bạc đấy. Còn về hậu kỳ về ảnh ấy, quay cực kỳ là thiếu sáng, cực kỳ là nhiễu, mà khi áp màu vào cực kỳ bị bền, được chưa? Anh em nào mà không biết dùng nhá là cứ quay file thô về đúng không, đăng lên mạng nhìn cực kỳ chối, cực kỳ chán luôn. Nên là tôi khuyên anh em, nếu mà mua GoPro rồi, anh em phải biết một xíu về phần mềm chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video, như kiểu là CapCut hoặc là Premiere. Anh em nào đơn giản nhất thôi, đơn giản nhất anh em dùng CapCut trên điện thoại, xuất file trực tiếp trên điện thoại luôn và chỉnh sửa ngay trên đấy. Nếu mà CapCut cực kỳ là đơn giản, anh em phải học đi. Hoặc anh em làm Pro một chút thì anh em có thể dùng Premiere bằng máy tính. Đấy, mình hay dùng CapCut vì là nó rất là tiện, được chưa? Mình CapCut mình hay quay đấy, nó quen rồi. Nói chung là sau một tuần đánh giá, sau một tuần sử dụng thì không khuyên anh em là nên mua con này. Không, anh em không nên mua con này. Nếu mà không mua con GoPro 11 này khi mà chưa biết dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video, còn khi mà anh em đã biết chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video rồi thì anh em mua con này có thể về làm hậu kỳ được. Con này là chắc chắn phải làm hậu kỳ rồi. Chắc chắn về file ảnh, file video là phải edit lại, chỉnh màu, chỉnh sáng. Còn đâu nếu mà để file gốc tôi thật là nó cực kỳ kém luôn. Còn đâu thiết kế thì cũng ok, nhỏ gọn. Mọi người cứ bảo là GoPro pin nhanh hết, tôi thấy con này pin khá là bền. Khá là bền, cũng không lâu hết lắm đâu. Khá là bền nhá. Có cả chân kẹp này, chân kẹp cho anh em này. Tôi cũng chưa biết cái này là cái gì đấy, anh em nhìn này. Đây, ở đây có cái lây đúng không? Có cái lễ này, tôi chưa biết là lễ ở trong nó là cái gì, tôi cũng chưa tìm hiểu. Mà cái này lại phải mua thêm cái media mode để gắn mic, gắn mủng, rồi lại hơn triệu nữa, rất là đau đầu. Tôi có mua thêm dây đeo đầu này, tôi có thêm mua dây đeo đầu, mua dây đeo ngực nữa. Tóm lại là tầm chục củ nhá, tầm chục củ. Anh em nào mà chưa biết chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video, anh em nào ít đi đây đi đó, ít đi du lịch hay là ít quay vlog thì tốt nhất anh em đừng có mua GoPro làm gì cả. Cái này chỉ phục vụ cho ông nào hay đi đây đi đó này, hay có những hay thích quay góc rộng này, có thời gian, những người có thời gian thôi. Còn nếu như anh em làm một tuần 7 hôm thì đi làm 6 hôm rồi thì
tốt nhất là đừng lên mua, quay bằng điện thoại cho nó nhanh, chục củ bạc chứ ít đâu, đúng không? Tôi thấy sau một tuần đánh giá thì ngày đầu tiên về tôi cực kỳ thất vọng với GoPro. Xem trên mạng công nói lịnh nói GoPro ngon lắm, ui lét lắm, màu mè đẹp lắm. Đấy là những người ta đã chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video rồi anh em nhá. Anh em là một quay file thô ạ, quay file thô nhìn màu cực kỳ là chán. Đấy nên là khi mà anh em mà mua GoPro rồi, anh em phải học thêm cái chỉnh sửa cấp cắt nhá. Còn về chất lượng 4K, 5K, thật ra là cái này hỗ trợ là cả 5K3. Cái gì 10 bit cái gì màu ấy, cái hỗ trợ cả 5K3 quay nhá. Tôi thật 5K3 nó hơi giật nhá, nó hơi giật. Còn nó tôi thường thường tôi quay 2,7K, và khi anh em tải lên mạng xã hội nhá, nó chỉ như kiểu Facebook nhá, là chỉ được có 720p thôi. Còn đâu khi mà anh em tải lên YouTube thì có thể chất lượng nó có thể cao hơn được. Nếu mà anh em, tôi hay quay chế độ là 2,7K 60 frame. Đấy, và màu tôi chỉnh màu theo GoPro. Này, khi mà chưa biết gì về chỉnh sửa ảnh thì video thì anh em không nên mua. Tôi khuyên thật anh em là không nên mua nhá. Còn bản thân tôi thì tôi cũng là một người nghịch ngợm, tôi hay quay nghịch linh tinh, thì tôi mua con này xong rồi sử dụng thì tôi thấy khá là ok. Tôi chỉ khuyên những em, người anh em làm mới thôi nhá, những người làm mới thôi, người mới thì rút điện thoại quay cho nó nhanh. Còn đâu tổng kết lại, những anh em nào có thời gian rảnh hay đi đây đi đó, biết chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video thì mua, vì nó rất là tiện, đúng chưa? Còn đâu những ông làm mới nhá, mà chưa biết chỉnh sửa ảnh, chưa biết chỉnh sửa video, không có thời gian, tốt nhất là đừng có mua, để tiền làm việc khác cho nó mát. Nói thật đấy, tổng kết là như thế nhá. Có tiền, có thời gian, thích vọc vạch đi đây đi đó thì mua. Còn đâu mà đã không có tiền rồi lại còn không có thời gian, tốt nhất là thôi, để tiền đấy làm việc khác cho nó mát anh em nhá. Thôi bye bye anh em.